Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình lại là Quang Con đây. Hello. Ngày hôm nay thì anh em mình tiếp tục một màn show này cực kỳ thú vị. Mình vừa mới nghĩ ra, nay hàng vừa về nên mình vừa kịp nghĩ ra. Và đây là Xuân Huy. Hello. Hôm nay mình sẽ cho một trò là mình sẽ giả vờ dẫn em hàng xóm về nhà cho Khánh Linh nhá. Mình mới tạo được một bộ tóc cực kỳ uy tín. Xuân Huy đội vào. Đấy, đây mình sẽ coi. Rụi rũ nó ra. Bộ tóc này nhìn cực kỳ uy tín luôn. Nhìn phát tưởng em hàng xóm nào xinh tươi ngay. Được của nó đấy. Mình sẽ cho Khánh Linh như thế nha. Xem phản ứng của Khánh Linh khi biết có gái lạ vào nhà sẽ như thế nào. Chắc sốc điên mất. Vãi liền nhìn như nhìn vãi đi thật. Nhìn thật là vãi. Chỉnh lại sau. Ok anh em, từ từ đã. Bây giờ anh em mình sẽ chỉnh trang và trang điểm cho Xuân Huy đã, cho giống gái nhất có thể đã anh em nhá. Ok. Để tăng độ quyến rũ cho diễn viên thì mình sẽ cho nó ít son. Cái này mình biết son như thế nào. Mày mím mím giống các chị em. Nhìn như ma. Nhìn như ma. Ra gì đấy? Ok anh em. Bây giờ đây. Bây giờ sẽ cho Xuân Huy nằm trong phòng của mình. Coi như là đấy, bây giờ mình sẽ nằm. Bây giờ đắp chăn nào. Đắp chăn thì hở đầu thôi. Hở đầu hở tóc thôi. Quay mặt vào trong đi à. Đây nào, xin lỗi không? Được đấy. Ôm con gấu của Khánh Linh đi. Bố yêu thích của Khánh Linh ấy. Bố con này này. Đâu? Đây. Đấy. Ok anh em. Rất giống rồi. Bây giờ không biết Khánh Linh nhìn cảnh này sẽ sốc như nào đây. Bây giờ mình sẽ đợi Khánh Linh về nhá. Khánh Linh vừa đi mua thức ăn anh em ạ. Nhìn này chắc sốc chết mất. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cam dầu kín để chở Khánh Linh về nhá. Được. Ok anh em ơi, Khánh Linh về rồi, đang nấu ăn ngoài kia kìa. Bây giờ Khánh Linh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Mình sẽ giả vờ kiểu không muốn cho Khánh Linh vào phòng á, cho tăng sự tò mò đấy. Như thế thì máu điên của Khánh Linh mới nổi lên anh em ạ. Bây giờ mình sẽ giấu cam chỗ nào, mình ngồi đợi anh em nhá. Ngồi chờ đợi lại hạnh phúc. Ok. Anh ơi, đang ăn cơm. Anh đổ cơm xong rồi này. Em đợi anh tí. Sao ăn cơm? Ăn gì ấy? Đi đâu? Đi nhà. Đi mua quả chai nước, anh khát nước. Nước gì? Uống coca. Cái nước đầy ông tủ với thầy. Mỗi khi anh uống coca đâu? Hồi nay anh uống coca. Em đi ra đi. Uống của anh á. Kìa, không anh em bình thường em hay vào mà. Anh đang bận làm việc tí. Em đi ra đi, anh đang bận làm việc tí. Làm việc gì đi ra ăn uống đấy, không phải làm sao mấy khi em gọi phát anh ra luôn mà. Mày em đi mua hộ anh chai nước đi. Ok. Bình thường anh toàn uống nước tăng lực mà. Ừ thì mua. Đấy trong tủ với thầy. Nhưng mà nay uống nữa, uống ok rồi. Mua hộ anh chai nước, anh đang bận tí làm. Anh mãn lạ thôi nhở. Sao cứ đuổi em ra, em ngồi đây thì sao? Có gì đâu. Dạ. Thôi, em làm việc, em ngồi đây không tiện. Tiện. Anh thích cái gì ấy? Có gì đâu. Anh làm việc giường bừa bộn có gì đâu. Em ngồi đây em xem thôi. Thôi. Anh nấu xong rồi. Mình em ngồi vào đấy à? Anh không ăn cơm à? Có, anh nhưng mà ủng hộ anh chai nước, anh ngâm nước nhiều xong anh ra cúng. Đi đi. Ơ kìa. Một cái, anh đang bận. Em đã bảo là ngoài tủ nhiều nước, anh không bao giờ uống coca đâu. Mà nó mẹ mày muốn uống cơ. Tự nhiên hôm nay mày uống, anh có gì giấu giếm em phải không? Mắt anh kiểu giấu giếm em cái gì ấy? Gì đâu, anh đang làm việc. Anh giấu giếm em cái gì? Có gì đâu. Giấu cái gì? Đang bận có gì đâu? Anh làm việc như nào? Có gì? Em cứ ra anh làm một tí nữa là xong ngay. Cứ ra đi đã. Đi mua hộ chai nước đi. Nước gì cũng được. Cứ bạn lạ sao? Ăn cơm luôn. Đi đâu, 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 đi đâu
đâu, đấy con gấu bông mà. Gấu bông gì mà to như thế? Gấu bông. Gấu bông có gì đâu. Mày, điếc. Này. Đây. Này. Này. Gấu bông. Đây là ấy, bạn này. Bạn nào như thế? Bạn nó không qua. Nó ở nhà con hôm. Mày mà nó ăn gấu bông ấy. Nó ở nhà con hôm nhưng mà anh chỉ nói cho em biết. Thế em ở đâu? Nói đi thì anh thì mẹ anh điên đã... này. Anh xin đi nha. Nà. Nó đã bỏ bóng của em bỏ ra. Đi lên nằm dậy. Nó đang mượn một tí. Nó nằm nhờ. Bạn anh nó không có. Không có chỗ ở là nó ngủ nhờ con hôn. Nhưng anh chưa bảo cho em, anh sợ. Anh sợ em này. Anh sợ em trôi tắt rồi. Anh sợ em ghen nên anh chưa bảo. Tha cho nó con hôn coi. Anh nó ngồi. Bỏ đi ra. Bạn anh nó ngủ nhớ xin ngủ trong một đêm. Mẹ em lại đứng dậy bố mẹ làm nhau như thế là không thể. Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì giải quyết, bình tĩnh. Bình tĩnh em. Bỏ đi ra. Có gì còn giải quyết. Ai mà biết được. Em định xé xác nó à. Xé xác em à. Sợ vãi. Em là đâu? Là sư tử Hà Đông à. Mày nghĩ gì vậy? Rối mẹ tóc rồi. Vãi, em xé bay mẹ của tóc giả rồi. Vãi. Xé xác mẹ của tóc giả nó của người ta rồi. Rồi anh đến người ta. Em là sư tử. Bé thế. Em là sư tử. Mà hãy đóng thì giống thật chứ. Phải đóng giống thật thì mới cho đấy em. Gì à? Các bạn nấu cơm cho ra ngoài. Các bạn bảo em cho anh nhiều quá anh cho lại này. Các bạn bỏ anh cho lại đấy. Mà cái là móng tay em rồi. Cho móng tay phải có tóc giả rồi. Rồi anh bỏ rồi. Nhưng mà không sao. Vì cú cho thành công hy sinh của tóc giả cũng được. Đã cho lại thành công. Nghĩ là cái trò gì? Mày thịt, anh đây này, đánh sao tao được không? Thật quang đánh em đánh đâu? Anh đánh thế mới giống, anh xin một tí thon thôi. Sau này đúng không? Đúng rồi. Đúng phết. Lêu 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 lêu. Ai ấy? Ai? Đánh rõ đầu. Từ mai đi mà tự nấu cơm, đi mà tự ăn, ăn cháo. Ăn gì cơm? Không rồi tao nấu cho mày nữa, ở đấy mà thôn. Thôn đánh ghen để máu điên tao nổi lên. Thảo mạ. Rồi. Ok em, như vậy là mình đã cho thành công rồi. Nhưng mà từ mai là mình chỉ có ăn cháo với mì tôm rồi. Mình không còn cơm để ăn nữa đâu. Ai hốt mà clip này ai thì nhớ là like cho mình. Xin một like để mình có tiền mình, mua cơm mình ăn. Chứ rồi về sau mình chết đói mất. Ok, bye bye và gặp lại trong video sau nha. Bye bye. Anh em có ý tưởng gì hay nhớ comment xuống cho mình biết để mình thực hiện để cho tiếp nha. Hoặc là có thử thách thì cứ đặt ra để mình thực hiện nha. Ok, bye tất cả anh em.